Dịch COVID-19 ngày 3 tháng 2, công bố 9 ca lây nhiễm trong cộng đồng, Hạ Long, Quảng Ninh, phát hiện 3 ca dương tính mới. Bản tin 6 giờ ngày 3 tháng 2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 9 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng ghi nhận tại Hải Dương, 2 ca, Hà Nội, 1 ca, Gia Lai, 4 ca, và Bình Dương, 2 ca. Thành phố Hà Nội ghi nhận 0-1 bệnh nhân 1883, một F1 của bệnh nhân 1814 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Hải Dương ghi nhận 02 bệnh nhân 1884 1885 là công nhân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm lần đầu âm tính ngày 28 tháng 1. Tỉnh Bình Dương ghi nhận 02 bệnh nhân 1886 BN1887, 2F1 của bệnh nhân 1843, bệnh nhân 1801 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Gia Lai ghi nhận 04 bệnh nhân 1888 1891, 3F1 liên quan ổ dịch công ty POUN, tỉnh Hải Dương, một ca bệnh đang được điều tra dịch tễ. Cả nước có gần 28.000 người phải cách ly phòng dịch. Số ca mắc ở Việt Nam, tính đến 6 giờ ngày 3 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.003 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay, 310 ca. Tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 2 đến 6 giờ ngày 3 tháng 2, 9 ca mắc mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 27.714, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 227, cách ly tập trung tại cơ sở khác 20.917, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 6.570. Vì sao biến chủng SARS-CoV-2 lây lan nhanh ở Việt Nam? Tiến sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho biết ngay khi mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân 1.660 có kết quả dương tính bằng phương pháp RT-PCR. Nhóm nghiên cứu tiếp tục giải trình tự gen của virus để xác định nguồn gốc. Phân tích đột biến bằng phần mềm cho thấy bộ gen của chủng virus này thu nhận từ bệnh nhân 1660 mang 17 đột biến tiêu biểu của biến chủng B117, tiến sĩ Châu cho biết. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã lập tức báo cáo kết quả này về Sở Y tế TP.HCM và Bộ Y tế. Tiến sĩ Châu thông tin thêm đây là biến chủng đang gây nên sự bùng phát mạnh của đại dịch COVID-19 ở Anh cũng như các nước châu Âu. Chúng được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn 70% so với các chủng SARS-CoV-2 trước đây. Nữ cán bộ y tế ngất xỉu giữa đường khi giúp chống dịch ở Hải Dương. Do lượng người xét nghiệm đông, công việc cần làm gấp rút nên lực lượng y tế phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phải làm việc gần như thông cả trưa. Đến chiều tối thì một cán bộ y tế ngất xỉu vì thấm mệt. Ông Vũ Mạnh Hồng, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn cho biết, đến cuối giờ chiều nay thì một cán bộ y tế bị ngất khi đang trên đường đến điểm cách ly để lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi được lực lượng công an đưa về trạm y tế phường chăm sóc, điều trị, nghỉ ngơi thì cán bộ y tế đã phục hồi sức khỏe. Phát hiện 3 ca mắc COVID-19 tại Hạ Long. Ngay trong đêm ngày 2 tháng 2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp khẩn, triển khai các biện pháp cấp bách do có 3 trường hợp công dân trên địa bàn có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. 3 trường hợp được CDC Hạ Long xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 là NTH, sinh năm 1994, thường trú tại đường Tiêu Dao, thuộc tổ 84 khu 8, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long. TMH, chồng của H, sinh năm 1994, và TVL, em trai anh H, sinh năm 1997, ở cùng với gia đình anh chị.